Bức tâm thư đẫm nước mắt của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng gửi đến toàn thể đồng bào trước tình cảnh nguy hiểm bao quanh. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới xã hội. Có tin, cứ sau mỗi lần một vị đại biểu tướng tá nào đó đứng lên nói ra những sự thật trong nội bộ đảng là ngay sau đó, ngay lập tức gặp vô vàn sự nguy hiểm bao quanh. Một minh chứng là mới đây nhất, chúng ta thấy đó là Thứ trưởng Lê Hải An, một cái chết đầy bí ẩn và hết sức vô lý, được gắn với cái mác là rơi từ trên lầu 8 xuống. Nhắc một xíu về ông Lê Hải An, là một người đã kỷ luật 13 cán bộ liên quan đến gian lận thi cử, và rồi kết quả như thế nào thì mọi người cùng đều đã biết. Mới đây, những bài phát biểu của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng còn thẳng thắn hơn rất nhiều khi mà ông đã phơi bày ra trước toàn thể nghị trường Quốc hội những sai phạm, những vấn nạn hay là những tội danh của gần như là toàn thể giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao và rất nhiều các cơ quan, các quan ngành cũng như các lãnh đạo khác trong bài phát biểu của ông khiến dư luận và người dân không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ. Nhưng ở chế độ cộng sản độc tài như thế này, những bài phát biểu của ông lại gần như chẳng khiến cho giới lãnh đạo thân tàu cảm thấy vui vẻ, mà ngược lại còn khiến cho bọn chúng tìm mọi cách để hãm hại và cũng có thể tìm cách diệt khẩu giống như Thứ trưởng Lê Hải An hay là những cái chết bí ẩn dưới chế độ cộng sản như Chủ tịch nước Trần Đại Quang chết vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 vì mắc loại virus hiếm và độc lạ trên thế giới chưa có thuốc chữa. Hay là cái chết của ông Nguyễn Bá Thành được báo chí loan chết vào ngày 13 tháng 2 năm 2015 cũng gây ra nhiều nghi vấn bởi sự giấu giếm bệnh tình của ông Thành. Xa hơn nữa là cái chết bất ngờ của ông Phạm Quý Ngọ vào tối ngày 18 tháng 2 năm 2014, chỉ một ngày sau khi chính phủ tuyên bố quyết định về tạm đình chỉ nghĩa vụ, nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Công an do liên quan đến vụ án làm lộ bí mật nhà nước. Có lẽ hiểu điều đó hơn ai hết nên đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã viết một tâm thư đăng trên diễn đàn Facebook của mình với nội dung của bức tâm thư như sau. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và theo dõi cũng như để lại ý kiến và quan điểm của mình để cùng trao đổi với chúng tôi tin mới xã hội và mọi người được biết thêm. Xin trích: Thưa các bạn, tôi là Lưu Bình Nhưỡng, tiến sĩ luật học, đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị tỉnh Bến Tre. Hiện là Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Hôm nay tôi viết mấy dòng này không mong gì hơn ngoài mục đích mong muốn tâm sự đôi điều với các bạn trên mạng xã hội. Những người thuộc tầng lớp tiên phong trong thế hệ 4 chấm rất quan tâm và nhạy cảm trước các vấn đề xã hội xung quanh và hiện tình của đất nước. Tôi thực sự lấy làm phấn khởi vì các bạn đang góp công góp sức cho sự nghiệp chấn hưng đất nước, chấn hưng dân tộc để mọi người đều được cống hiến với non sông đất nước. Tôi mong muốn các bạn dành chút thời gian đọc những tâm sự sau đây của tôi để mọi người cùng chia sẻ, cùng hiểu nhau hơn. Vừa qua, tôi phát biểu trên hội trường Quốc hội về tỷ lệ vi phạm trong các hoạt động tư pháp của các cơ quan điều tra công an. Tôi nói điều đó với mục đích mong muốn các đồng chí đứng đầu ngành công an nước ta quyết liệt hơn để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, thực hiện các chỉ tiêu Quốc hội bàn giao, đồng thời chấn chỉnh xử lý các sai phạm của một số bộ phận công an thái hóa, biến chất. Mà ngay nhiều cử tri là cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ trong ngành công an trao đổi với tôi nói rằng không thể chấp nhận được. Như vậy, các bạn đã biết câu chuyện về các sĩ quan cấp tướng trong ngành công an tiếp tay cho tội phạm. Nhiều người vi phạm pháp luật bị xử lý về mặt đảng, thậm chí là bị xử lý về hình sự. Nỗi đau và sự xấu hổ càng trân trọng khi mà người đứng đầu cơ quan điều tra quốc phòng phòng chống tội phạm, một người từng được xã hội tung hô ca ngợi, vướng vào đường dây tội phạm, đứng đầu các cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao, chính là kẻ tòng phạm, bảo kê cho đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Rồi mới đây, tiếp tục lại là một sĩ quan cấp tướng sai phạm đã bị phát hiện, bị xử lý. Điều đó làm cho người dân không khỏi yên tâm, thiếu sự tin cậy và lực lượng chấp pháp từng được yêu mến, tin yêu. Với 6 lời thề như khắc vào đá: lực lượng quan tâm, ủng hộ, trang bị để giữ cho dân yên, giờ lại thành nỗi ám ảnh của người dân. Thực trạng bức cung, nhục hình qua lời kêu than của người dân,
sử dụng quyền lực của người dân trao cho để vun vén lợi ích riêng của mình, sử dụng nghĩa vụ được nhà nước đào tạo để làm những việc không chính đáng. Điều này báo chí xã hội đều biết. Đáng tiếc là nó đã làm hen úa hình ảnh đẹp của công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ mà các thế hệ cán bộ sĩ quan chiến sĩ hôm qua và hôm nay phải tốn bao mồ hôi, bao xương máu mới tạo dựng được. Nhưng bây giờ họ đã trở nên lộng hành, lộng quyền, đánh đập nhân dân, cưỡng ép, cưỡng chế đất đai của nhân dân, không coi nhân dân như trên hết mà coi quyền lực của họ là trên hết. Câu chuyện tôi nêu trên nghị trường là một phần của tất cả cái xã hội đang tồn tại mà các bạn và tôi ít nhiều đều biết, dễ hiểu. Chỉ có ai dối trá, thiếu trách nhiệm hoặc là cố tình che đậy, cố tình không muốn hiểu để tiếp tục dùng danh hiệu mà dân đã trao cho nhằm phun lợi, làm chuyện xấu xa, nói không mà thôi. Với tư cách là người đại biểu hoạt động chuyên trách của nhân dân, vì sự cẩn trọng và tôn trọng nguyên tắc pháp luật, sự điều hành của chủ tịch, nên tôi chỉ nêu tỷ lệ phần trăm vi phạm của các cơ quan điều tra trong các lĩnh vực đã được thống kê trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu, thảo luận. Và tôi cũng đã cam đoan trước Quốc hội và toàn dân đồng bào cử tri của cả nước là tôi không nói sai, không hề bịa đặt, không sử dụng bất kỳ thông tin tài liệu ngoài luồng và đặc biệt không áp đặt quan điểm của cá nhân với lợi dụng lợi ý xấu xa. Cái mà tôi muốn nói đó là tính chất của cờ miệng là khủng khiếp, chẳng qua một thói quen bình thường được ước lệ với tỷ lệ so sánh vi phạm cao so với các vi phạm của các cơ quan khác trên các lĩnh vực đó. Ngày cuối giờ chiều đó, thật may mắn là tôi đã được Chủ tịch Quốc hội trao cho phép trao đổi và tôi báo cáo rõ nguồn tài liệu, tính cách so sánh của tôi để Chủ tịch được biết. Các bạn hết sức thông cảm vì tôi không thể nói chi tiết hơn về việc đó được. Mong các bạn hãy tin đó là sự thật 100%. Với độ chính xác cao, với hai con số sau dấu phẩy, tôi nói vậy không để là thanh minh điều gì, nhưng tôi muốn khẳng định rằng là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, lại là người luôn phải biết lắng nghe tiếng dân. Tôi không được phép làm điều trái với đạo lý và đi ngược với lòng dân. Hiện nay bên cạnh màu hồng của nền kinh tế xã hội, chúng ta còn bao cái quầng đen nhuốm phủ. Tôi xin nêu mấy việc. Tình trạng xâm hại tình dục không từ già và cũng không từ trẻ. Tình trạng đổ dầu thải làm đầu độc nguồn nước ảnh hưởng đến hàng vạn dân thủ đô. Tình trạng dấp tâm giật dự án nước của công ty này cho công ty khác. Việc bảo kê cho doanh nghiệp của người khác vi phạm và ra văn bản của các cái cấp ủy chính quyền để quyết diệt các cái doanh nghiệp khác. Việc thu hồi đất của dân bất chấp các cái biện pháp dùng lực lượng mạnh khi chưa có cái sự phê duyệt quy hoạch, chưa tái định cư, chưa hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thậm chí nhiều trường hợp là để cỏ mọc hàng chục năm và để hàng trăm hộ dân bơ vơ. Việc rút ruột công trình, lập quỹ đen, sử dụng xe công bừa bãi, hàng trăm cán bộ vướng vào gian lận điểm thi chỉ muốn con em mình, gia đình mình ở đẳng cấp trên, đã loại trừ hàng trăm người ra khỏi cơ hội của cuộc đời. Tình trạng làm điêu báo cáo hay tô rồng vẽ phượng còn rất nhiều. Việc đuổi việc người khác vô tù và đưa vào tù vì dám nói lên sự thật, nhưng khi mà tòa án xử những cái người mà bị tố cáo rồi thì không khôi phục quyền lợi cho cái người tố cáo. Hàng ngàn kẻ giả mạo hồ sơ để chiếm đoạt bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thực hiện chính sách người có công, liệt sĩ giả, thương binh giả, gia cam giả, anh hùng giả, bằng cấp giả, thương hiệu giả, sư giả, vân vân. Có thể nói thuốc giả, vân vân, rất nhiều thứ đều là giả. Thế thì suy nghĩ những vấn đề này ấy, thì chúng tôi mới thấy một vấn đề như này. Bên ngoài đó là sự vi phạm pháp luật, nhưng bên trong đúng như báo cáo của chính phủ và tôi rất đồng tình, đó chính là sự vi phạm đạo đức. Nguy hiểm nhất là bởi vì đạo đức chính là cốt lõi, là cội rễ của bách tính. Vô đạo vô lương sẽ là nguồn gốc của tả là lòng tham, hữu là đớn hèn. Thấy đúng không dám nói, không dám bảo vệ, thấy sai thì bao che, tìm cách diệt khẩu, thậm chí là ngăn lối dư luận. Tôi không dám võ đoán nhưng tin rằng các ông tướng tá, cán bộ bị xử lý thời gian qua chắc đều có bản kiểm điểm rất sáng, đều khẳng định rằng họ đã học tập và làm theo gương của Bác Hồ. Hiện tại có lẽ còn rất nhiều loại cán bộ xấu xa đang lẩn quất trong các cơ quan, các đơn vị, tạo ra nạn, quốc nạn tham nhũng
và tạo ra cái tình trạng mất lòng tin của người dân và Đảng và Nhà nước. Đây chính là một cái căn bệnh ung thư di căn về nhân cách mà chúng ta dứt khoát cần phải được loại bỏ ra khỏi xã hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước. Nhưng chúng ta không thể loại bỏ bằng những biện pháp thông thường mà phải cần quyết liệt. Tôi nghĩ những cái vấn đề như phát huy, tăng cường, đảm bảo, kiên trì hiện nay là không ăn thua. Chúng ta cần phải thái độ quyết liệt và thực tế hơn. Đó là phải tiên chuyến cắt bỏ mọi cái hạch căn đó ra khỏi cơ thể của Đảng, Nhà nước. Cử tri rất bức xúc vì có tình trạng đã khoan hồng dơ cao đánh khẽ với cán bộ sai phạm nghiêm trọng đường lối chính sách pháp luật thời gian qua. Cái cách xử lý như kiểu tặng quà cho cán bộ sai phạm đã tạo ra cái sự bất công, và cũng chính vì thế mà không buộc người xấu phải sám hối, tu thân sửa mình. Ngược lại, họ sẵn sàng hy sinh đời bố để củng cố đời con. Một trong những điều tôi phát biểu tại hội trường tại kỳ họp thứ hai là xây dựng một triết lý về nền kinh tế có đạo đức. Tại kỳ 4, tôi cũng đã đề nghị Quốc hội thể hiện mạnh mẽ vai trò giám sát quyền lực để đồng hành cùng chính phủ và cơ quan tư pháp. Ngày hôm nay tôi tiếp tục đề nghị Quốc hội nghiên cứu và triển khai một cách nghiêm túc vấn đề này. Và không đâu hết, đề nghị Quốc hội cần triển khai tổ chức giám sát tối cao về hoạt động giám sát của cơ quan dân cử để coi chúng ta thực hiện coi như là chính trong cái hoạt động của chúng ta. Tạo ra sức mạnh của Quốc hội chính là sức mạnh của giám sát để giúp cho chính phủ và các cơ quan tư pháp nhìn nhận các cái vấn đề để chúng ta cùng thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế xã hội. Riêng tôi sẽ báo cáo với các đồng chí lãnh đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý thật công bằng vụ việc này. Tôi xin có mấy lời ngạo muội, mong các bạn trên mạng xã hội, cử tri cả nước biết để cùng chia sẻ. Chúc mọi người luôn bình an và sức khỏe, an lạc, an tâm, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ cùng với Tin Mới Xã Hội. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ cùng với chúng tôi. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.